nhắn tin Facebook hẹn em đi sớm có chuyện gì không? À, tôi hẹn Lam ra đây là chốt để cảm ơn Lam vì chuyện đã có nhiệt tình giúp đỡ dự án mạnh của công ty chúng ta. Anh khách sáo quá à. Có gì đâu cảm ơn. Thì em cũng có góp phần tí xíu để công ty anh trúng cái gói thầu đó thôi. Nhưng mà mình hàng xóm nhau mà, có gì đâu ngại. Cũng ngại chứ. Vì cái chuyện này mà khiến cho tất cả bị hiểu lầm rồi ảnh hưởng gia đình của Lam. Không sao. Mẹ chồng em với anh hổ chồng em hiểu lên vấn đề rồi, không có vấn đề gì cả. Xin tôi có một món quà cho nhỏ muốn tặng đến Lam, giống như là một chút hành lý đi để cảm ơn Lam về một ngày chiều qua đó mà. Tặng quà em hả? Sếp anh chu đáo quá, cho em chuyển lời cảm ơn sếp anh nha. Nhưng mà ở đây không tiện, thì là mình quên cà phê đi. Cũng được. Ok. Tóc làm cái gì kìa? Để em lấy được cho. Cái góc đường gần cái tiệm hủ tiếu mình á. Ra liền xếp độ về rồi ra đi gặp tôi đi, đi nhanh lên. Alo, chào vậy đi, ngủ hoài kìa. Cái gì bây giờ ông muốn ngủ hay muốn xỉu? Nếu như ông muốn ngủ thì cứ tiếp tục mà ngủ, còn nếu như muốn xỉu thì ra đây ngay cái đầu hẻm, đi ngay đầu hẻm của cái hẻm quảng bá mình nè. Ra đây, nhìn cảnh tượng này ra rồi biết. Vợ ông với lại thằng cha Vũ, trời ơi, tình tứ với nhau, hẹn nhau đi đến cuối con đường, rồi còn nắm tay nắm chân cái gì tùm lum tùm lá hết trơn hết rồi. Chính mắt tôi thấy mà. Rồi, ra liền nha. Ủa, anh Kiệt. Trời ơi, gọi em làm gì vậy? Mày lẹ quá. Ê, gom đồ về phụ với chị qua mở cửa ra buôn bán đi. Ủa, nhưng mà anh đi chợ về rồi sao không về bán? Một chút nữa tao về sau, tao đang làm một cái chuyện ghê gớm lắm. Chuyện gì? Hẻm hoàng qua có biến. Nhưng mà chuyện gì? Anh nói là tao nói sao? Hẻm này đang có biến mày hiểu chưa? Thì nhưng mà em muốn biết là chuyện gì đó. Đi về mày bán đi, tao đang điều tra chuyện án. Tao sẽ nhiều chuyện nữa. Cô ơi, con làm công việc xong hết rồi. Thì bây giờ hôm nay trời đẹp quá, con đẩy cô đi dạo một vòng khu phố nha. Chứ từ hôm nay mình về tới giờ con chưa được đi chơi. Trời ơi, cuối cùng là con muốn được đi chơi hay là con muốn đẩy cô đi dạo? Thì một công đôi việc luôn cô. Tại con nghe anh cô Sự nói là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi á. Mấy cái hẻm của Sài Gòn cũng đẹp rồi. Mà không biết cái hẻm Hoàng Hoa của mình nó đẹp sao không cô? Hôm nay trời cũng đẹp đó. Vậy con cho con đi chơi với cô Sự quá không? Con cho con đi chơi. Cái gì vậy? Chơi. Con mới lên mà con cũng đã có đối tượng để con đi chơi rồi á hả? Trời, lựa đối tượng là anh cô Sự ghê chứ. Ý cô nói á là thôi để hôm nào á có cậu Vũ ở nhà rồi nhà mình á lên trên trung tâm chơi luôn. Đúng không? Vậy mà con tưởng cô cho con đi chơi với anh cô Sự. Đẩy cô vô nhà đi. Dạ. Mina. Ôi, Sự. Đây nè. Ủa? Đây nè em. Anh ơi, em kêu Mina. Mina nó là con gái á. Em kêu làm sao cho nó có tự trọng một chút xíu được không? Anh kêu sao cho em giống con người coi. Yes. Cái gì thì anh hãy kêu lại đi. Xin lỗi. Anh không kêu em. Thì anh kêu lại đi. Mina, Mina. Anh nói nó không kêu em mà. Anh kiếm gì của em? Anh kiếp cô Quyên và anh kêu tên em. Thì anh quen rồi, mỗi lần qua đây anh hay gọi tên em. Thôi được rồi. Bây giờ nè, kiếm chị á, dạ. Thì có chuyện gì nói với chị mà. Đi. Sự ơi, em cứ tự trọng một chút xíu. Chị đi cũng được anh ha. Dạ, xin lỗi. Gấp. Anh Kiệt nói chị đi ra ngoài ngã ba, hoàng. Ngã ba Hoàng Châu có cái gì ta? Ngoài. Ở ngoài đó có cầu. Cầu vô hả? Không, cầu hôn. Anh Vũ cầu hôn gì ngoài đó. Được rồi, nè, bây giờ ha. Em bình tĩnh nè, em hít sâu vô, thở ra nè, hít sâu nè, thở ra rồi từ nói chị. Em nói vậy chị không hiểu ý em là sao hết. Không, con nghe nè cô. Anh nói là anh Kiệt gặp Hoàng Châu cách ở ngoài ngã ba xong mà anh cầu hôn luôn. Nè, em nói gì vậy? Sao mà cái gì còn chưa cách ở đây? Không phải.
Ý anh Kiệt nói là em về đây nè, dẫn chị ra ngoài đó tắm nắng. Ủa em ơi, nếu mà chị muốn tắm nắng thì chị tắm nắng ở đây cũng được vậy. Thì anh Kiệt nói là chị đi ra ngoài hẻm ngã ba Hoàng đi ra ngoài ngã ba Hoàng Châu á, ngoài đó vitamin tốt hơn là ở trong hẻm mình. Ủa nắng thì ở đâu nó cũng như nhau, cần gì cái chịu mà ở đó tốt hơn ở đây ta. Tại vì anh nghiên cứu là ở ngoài đó vitamin D tốt hơn, đúng rồi, vitamin D tốt hơn. Chị đi. Dạ, em nãy nha. Anh Vũ làm như là anh Vũ đang cầu hôn Lam vậy. Làm vậy có nào xíu xíu có đánh ghen vui lắm luôn á. Chết luôn á. Vũ thay mặt sếp để tặng chiếc nhẫn kim cương này đến ra một người phụ nữ hoàn hảo hiếp sớm. Cảm ơn anh Vũ. Thật ra thì chiếc nhẫn này không phải là ý định của sếp chúng ta, mà lúc đầu sếp của anh định tặng cho Lam một món quà khác. Tặng món khác? Đúng. Rồi tại sao tặng chiếc nhẫn? Ai mà có quyền lực mà để sếp anh có thể thay đổi ý kiến như vậy? Chính là vợ của sếp. Vợ của sếp mà đã lộn rồi thì sếp làm sao đánh cãi nữa. Đúng, chính xác. Nói chung là rất là cảm ơn anh, cảm ơn sếp của anh và cảm ơn luôn vợ của sếp anh đã tặng cho Lam chiếc nhẫn này. Không có gì. Nhẫn đẹp quá. Ý á. Ôi rớt rồi, để tôi tìm giùm Lam cho. Chứ là tôi không tới luôn, sợ không đủ cảnh đảm chứng chứng cảnh này. Nói sao cha khác quá vậy? Cha tâm hổ mà sao cha làm cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Vậy sao dám chứng kiến cảnh mà thằng đàn ông tán thưởng vợ của mình? Ôi dưới, sao cũng mạnh bạo lắm chứ. Mạnh bạo lên hả? Tâm hổ, hiểu không? Để tôi quay lại, đúng sau này về là mặt kiếm bỏ khỏi cãi luôn. Đúng rồi. Quay nhìn. Cái gì đúng dữ vậy cha? Đúng Mọi người bình tĩnh đi, em có ý kiến nè. Em còn là học sinh mà sao tự nhiên anh Kiệt kêu em tới đây rồi chứng kiến mấy cái cảnh này đánh ghen ghê quá. Thôi cho em xin phép về em đi học nha. Em chào mọi người. Đừng mong em tin điều gì mà đừng nói yêu em nữa. Vì em biết trong trái tim anh đâu chỉ riêng em. Trời, muốn nhà muốn đi sớm sớm đi chị ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Quyên ơi, Quyên, làm gì nữa? Lấy về. Mà đứng vậy mà hỏi được á. Quyên, trời ơi. Đi ra, Quyên. Nó chạy rồi kìa. Trời ơi, đánh ghen mà đánh quạ là. Là anh, vậy anh biết, trong trái tim em không chỉ có riêng anh. Gì nữa vậy ba? Có riêng tôi nữa là ba. Dạo cho Quyên luôn đi. Trời ơi, vợ hư quá mà. Cái gì vậy? Cái gì mấy người làm rần vậy? Cho ông là hủ tiếu mập vậy. Quyên ơi, Quyên ơi. Phải bị la chứ hả? Quyên ơi. Ổng á, ổng là người rủ anh tới, ổng đâu tôi chưa? Ê, chơi chơi đủ rồi vậy? Ổng ngát, anh mới biết chứ không, anh không biết. Ê, tôi giúp ông không? Tôi phải tra hổ luôn nha, đừng có hung dữ với tôi. Đúng không? Anh có biết chuyện gì không anh làm rần rần? Rồi anh nữa. Anh có biết chuyện gì không? Không, không, không. Sao mà anh kêu để mà quýnh vậy? Bà quýnh gì? Anh có biết chuyện gì không? Trời, anh thấy chị Quyên không? Ngồi xe lăn, rồi bây giờ hả? Rồi về giả thân sao? Nè, hai người giả thân đi. Tôi không có kêu anh tới. Tự anh tới rồi. Rồi đọc đi, đọc cho hiểu. Thì ông ở đây bị dụ
hát lên. Không, không, cái này là thiệt thiệt rồi. Dạ, dạ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và anh Vũ là đối tác làm ăn. Anh á, anh lo việc anh cho xong đi, về lo cái xe hủ tiếu của mình kìa. Không biết chuyện gì hết kéo rần rần mọi người tới đây. Ghi trong đó vậy? Ghi nhiều chữ lắm. Nhưng mà bây giờ mắc lệ như Hà đọc không nổi. Trong mắt đi, cũng hoa hết trời. Anh có biết nói một câu không? Anh lại sai nữa rồi. Anh sáng mắt chưa? Rồi anh đọc đi, đọc đi. Thấy chưa? Tôi nói cho mấy đứa đọc rồi. Vợ là một người đàn bà, người đẹp như cái xóm này. Bà lúc đặt, yêu ông, thương người đàn ông thôi. Tại sao tôi nói mà ông nhận cãi? Tôi kêu tôi, tôi kêu, đi theo dõi vợ mình đi. Theo dõi vợ tôi chưa? Coi vợ tôi cũng qua lại chiếc đại vũ không? Không có gì vậy, giờ không có gì vậy, giờ bắt tôi đi theo. Bây giờ cái xe hủ tiếu của ai coi? Bây giờ xe hủ tiếu tôi nó ế từ sáng giờ. Bây giờ tôi giờ tôi ăn một mình tôi nè. Tôi nói rồi, vợ đang hoàng mà nói vợ đi cầu hôn. Bây giờ ông cầu hôn ông đi. Xuất mình quá đi, tôi quá đơn tiền nè. Chứ tôi chết rồi. Bây giờ ông bán hủ tiếu chứ đâu phải ông bán bánh tráng đâu. Sao ông chở mặt cho anh nhanh vậy? Cái này không phải lỗi của anh đâu. Anh tin bà anh đó. Anh tin bà anh đó. Anh đọc đi và anh coi đi, anh tin bà anh đó thấy chưa? Anh làm xấu hổ anh thấy chưa? Em đừng có giận, em đừng có buồn. Anh sai rồi. Bây giờ thì anh đã biết trong trái tim em chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạ, em chào bác rể. Ủa, sao lúc này chết con xuống dữ vậy ta? Dạ, dạ còn xuống nữa bác ạ. Vậy con ngồi xuống đi. Dạ. Có chuyện gì mà qua diễn kiến bác đi. Con buồn lắm bác rể ơi. Con rầu con thúi ruột thúi gan gì đó. Vợ con bây giờ tự nhiên bị một hội chứng là hoàn hảo. Không có vợ chồng đang sống yên lành, an ổn, bình an gì đó. Tự nhiên vợ con thay đổi 180 độ. Sáng tập yoga, chiều thì đi massage, tối tụ tập offline với bạn bè. Để con kể cho bác rể và dì Hạnh nghe giùm con nha. Rồi chỉ giùm con nha. Bác rể ơi, tôi có vô lộn cửa hàng bán mỹ phẩm không Huy nè? Dạ. Thôi dự định mở cửa hàng mỹ phẩm hay sao vậy? Mở cửa hàng mỹ phẩm là chuyện nhỏ. Em đã có cái tầm nhìn xa hơn nữa. Bởi vì sao? Em là một người phụ nữ hoàn hảo. Em muốn có một công việc hoàn hảo. Và cuộc sống chúng ta sắp tới là gì? Cuộc sống hoàn hảo. Em đừng nói với anh là em định mở cái hàng đa cấp nha. Cái chỗ đó là chuyên môn có những cái chiêu trò lừa gạt người ta đó. Không biết gì vậy, nói là phải không mà. Xem em như là một giáo viên đi học vậy. Em là người hoàn hảo. Hoàn hảo như là lao đã từng hoàn hảo ngoài xã hội. Em muốn mọi người hãy xem em giống như là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi một số phận hoàn cảnh khác nhau sao chúng ta mới làm được? Em ơi, em hai em hoàn. Có cách nào mà chỉ dạy con nói nhỏ nhẹ với vợ con thôi? Vợ con nghe lời răm rắp được bác. Con chỉ với con đi bác. Chuyện bí kíp cho con đi bác. Trời ơi, ông đâu cần nhỏ nhẹ. Biết thôi là vì sợ răm rắp rồi. Trời ơi. Con trong tư thế lúc nào cũng nể vợ, kính vợ con hết trơn hết trọi á. Mà vợ con còn vậy á, con mà liếc vợ con cái, vợ con đuổi ra chuồng heo nằm chèo queo luôn đó. Trời ơi, coi bộ sợ vợ dữ rồi nha. Dạ, tại vợ con nói á, chồng sợ vợ mỗi ngày là hạnh phúc bền lâu. Dạ, con chào gì? Chào con. Ủa, gì đang làm gì vậy? À, gì đang chuẩn bị chiên khô cá lẹp. Ồ, khô cá lẹp? Đẹp nó không đẹp, nó xẹp lép à. Nhưng mà dì thích lắm. Bác lễ thì lại không thích ăn, cho nên tranh thủ không có bác lễ ở nhà. Dì chiên á, cho ổng về ổng nghe mùi hôi là ổng chịu khó nổi đâu. À, thôi để dì chiên nha. Dạ. Trâm à. Để coi gì? Con có nghe cái mùi hôi gì hơi khó chịu không Trâm? Mùi gì? Chắc mùi khô quá hả? Không không, mùi khô là mùi thơm. Dì nghe đâu đây nè, mùi nặng lắm. Mùi gì? Ai? Con mới tắm. Thì xin lỗi gì phải ngửi chứ. Dạ. Kim phụ gì đây? Đây con ngửi tiếp cho. Con làm gì vậy Trâm? Dạ con ngửi kim phụ gì? Sao con lại ngửi gì? Ủa gì tắm chưa? Gì mới tắm. À vậy thôi khỏi ngửi. Trời ơi, đây là ngửi. Có là gì? Cái gì cũng biết nữa. Phải không? Quen quá. Em còn cái mùi này quen quen gì? Gửi khô cá lẹp của anh. Gửi khô cá lẹp của anh. Trời ơi. Ủa cái gì nhiều vậy? Tại sao lại bỏ trong kẹt như vậy? Hồi quá. Thương rồi.
con dục rác thành gì đi, dục đi. Ủa nhưng mà sao dục không có đem mà bỏ trong kẹt tủ? Thì bởi. Ủa cái gì nữa đây? Cái gì đây? Trời, cái dòng. Cái gì? Khô cái dòng hả vậy? Không phải, cái dòng, không phải là khô cái dòng. Cái dòng hả? Cái dòng này của gì nè? Cuốn sổ. Cái gì nữa vậy? Hiểu rồi. Khô cái lẹp, cái dòng, cuốn sổ, ổng giấu trong kẹt. Tôi nói thật lòng với bà, chiếc dòng mà tôi ủ là mắm được, tôi cũng ủ rồi. Tại vì mỗi lần bà đeo chiếc dòng này, tôi buồn lắm, tôi ức lắm, bà biết không? Ông ức là ba cái khô mắm á, ông để trong nhà, trong cửa, cho nó hôi rực lên như vậy đó hả? Chưa hết. Đây nè, còn cái sổ trách nhiệm này nè, ông nghĩ thằng Hải Anh không phải là con của ông. Ủa, tại sao ông không nghĩ là nó không giống ông thì nó giống tôi, nó đẹp? Tại sao ông lại nghi ngờ ông là đi thử ADN hả? Ông có biết ông làm như vậy á là ông xúc phạm tới tôi, ông có biết không? Tôi chỉ mà làm phép so sánh thôi à, tôi chưa đi thử. Tôi cũng biết lỗi rồi, bà bỏ lỗi cho tôi đi. Tôi không bỏ lỗi. Tôi hứa. Tôi không cần ông phải hứa. Nhưng mốt tôi không dám vậy nữa. Tôi không cần ông phải nói những lời đó. Tôi nói cho ông biết, mấy chục năm qua tôi làm vợ ông, tôi tôn trọng ông, tôi nhường nhịn ông, không phải là tôi sợ ông. Là vì tôi muốn vợ chồng chúng mình làm vui cho con cái. Ông càng được biết, ông càng lớn tới, ông tôi chịu hết nổi rồi, có biết không? Ông đừng có đụng tôi nữa. Em yêu. Ông đừng có kêu tôi là em yêu nữa. Bây giờ tôi muốn là anh. Muốn là anh làm sao? Tôi muốn ông là đàn bà, còn tôi là đàn ông. Tôi muốn thay đổi vị trí trong nhà này. Tôi muốn quá đổi vị trí giữa tôi và ông. Thử một ngày thôi, rồi ông muốn sức chịu đựng của tôi như thế nào đối với ông. Đây nè, còn cuốn sổ này nè. Ông ghép cho tôi 50 bản kiểm điểm, rồi sau đó ông trình báo cho tôi. Nhớ chưa? Bạn vậy mới là đầy bếp gia đình. Phải là ông Hạnh. Ê bà, những chút xíu thử ADN giận chị thân em thôi. Đừng là gì kỳ cục. Khởi giận là không nấu cơm nấu nước, không giặt đồ giặt áo, rau cũng không lặt nữa. Chồng mà không phải người ở đâu. Bả sợ mình, mình sợ bả. Bả sợ mình thấy mình sợ bả. Ủa? Bả sợ mình thấy mình sợ bả. Sao bác? Ủa? Có rau có sâu hay gì mà bác lật bất dục dữ vậy? Sâu trong tim bác à. Ủa là sao? Mấy ngày bả giận, bả buồn. Có phạt một ngày. Phạt một ngày hả? Bác đâu có làm gì đâu. Mà con phải biết chứ, vì Hạnh của con đang giận bác dữ lắm. Đúng rồi, đó giờ con có thấy dì Hạnh bao giờ giận, tức giận gì với bác đâu mà sao tự nhiên lại giận. Xong có khúc rau lúc nhúc. Không có, cái câu đó người ta nói á, là xong có lúc người có một khúc. Xong có lúc người có một khúc, không có chữ một. Hình như con cũng sai sai đúng không? Xong có khúc, khúc người có lúc. Đúng rồi, xong có khúc người có lúc. Rau có khúc rồi giờ dội lúc nhúc. Ê tập đừng có khóc mà, đàn ông mà khóc cái gì? Tự nhiên con ngồi giặt lật rau mà bắt phải lạc lật sướt sớm. Bà con đi ngang tao nhìn gia đình kiểu mẫu gì. Đừng có khóc mà, có gì con lật tiếp cho. Ê yên tâm đi, con sẽ nói với anh Hải Anh để ủng hộ bác, năn nỉ dì Hạnh để cho dì Hạnh đừng có giận nữa. Tụi con sẽ đứng về phía bác. Yeah. Yeah. Dì Hạnh hay quá. Giận thì bà cũng giận rồi, lỗi thì tôi cũng làm lỗi rồi. Bà phạt tôi được nửa ngày rồi, thôi còn nửa ngày nữa bà xí xóa cho tôi đi. Tôi làm nãy giờ chưa được 12 tiếng mà sao nó quải, mắc cỡ lắm đó bà. Làm hết rau củ quả, giặt một đống đồ, ủi một đống đồ, sau đó
chép phạt gấp đôi về cái tội năn nỉ vợ khi chưa hết một ngày. Trời ơi, thời gian qua mau đi, qua mau đi thời gian, qua mau đi thời gian. Xong chưa bác, con mỏi quá. Con ra con chịu, con đừng kêu giảng ra nguy hiểm nha con. Dạ, con biết rồi. Con cây cho. Ráng kháng bác ơi. Trời ơi, chưa lột nữa bà nội ơi. Bác ơi, bác ráng ráng chịu lại, xong lột đi bác. Rồi. Đừng lên riết, bà làm cái nhà này giống như hội trụ sở sợ vợ vậy đó con. Ráng đi bác, một ngày thôi. Hết một ngày này mình cũng dán hết cái đống này à. Yên tâm, ráng đi. Đừng cái vỗ quá, bắt nhạy cảm quá nha. Ủa, hai anh về rồi hả? Ê, con xin lỗi bác. Bác, sao bà? Sao bữa nay nhà nhìn như cái phim trường vậy? Như là quay chương trình hài vậy á. Chương trình hài đặc sắc đúng không? Hài mà ra nước mắt, sai một ly, đi một ngày. Chuyện là như vậy đó. Ba biết lỗi rồi, mà hối hận nhiều lắm rồi. Cho nên ba mới chiều mẹ con. Con một ngày một quán đổi, mà không hiểu sao bà nghĩ ra nhiều thứ kinh dị như vậy. Lý không hiểu quả nổi luôn. Để con thử năn nỉ mẹ, coi có giảm bớt tội cho ba được không? Khỏi năn nỉ. Gì? Dạ, em chồng mình. Đưa cho mẹ. Lễ, cầm đi. Lễ cầm. Lễ lấy viết đồ lại chữ đó. Vợ tôi sợ cho thiệt là đậm. Sau đó Lễ đục cái lỗ, lấy sợi chỉ cột vô, đeo trong người nguyên ngày hôm nay cho tôi. Bà đối xử với tôi vậy đó hả? Chuyện hận bà. Hôm nay có bác Lễ, trưởng ban tòa giải thành phố tới thăm vợ chồng mình nè. Dạ, con mời bác Lễ ngồi à. Dạ, mời bác. Xin chào. Ủa, đâu phải đi qua hậu đâu mà chào kiểu hoa hậu gì vậy? Bác Lễ, người quen mà chào hoa hậu chi? Chào như vậy á, người ta mới đánh giá được mình là cái tầng lớp cao. Tại vì bây giờ tôi là một người đẳng cấp rồi, tôi có quyền lực xã hội rồi, có vị trí cao rồi. Xin chào. Dạ, tôi là trưởng ban hòa giải. Biết. Tôi là tổ trưởng tổ khu phố. Hiểu. Là người có chức có quyền ở khu phố này. Dạ. Tôi xin có vài lời khuyên nhủ cô Lễ. Ok. Cô Lễ à, cái việc mà dùng tiền để mua chức mua quyền ở trong những công ty bán hàng đa cấp đó là hành vi trục lợi, để người ta lợi dụng, người ta moi tiền của người dân. Xin cô hãy tỉnh táo và cẩn trọng. Đúng, bác nói đúng á. Vợ, chồng khuyên vợ biết bao nhiêu lần rồi mà vợ có nghe đâu. Tối ngày tiếp xúc toàn là người xấu thôi, tiền mất tật mang rồi hao tốn thời gian của mình với vợ à. Đúng rồi đó. Tại sao? Tại người chồng này là một người đàn ông, là trụ cột của xã hội, là giữ kỹ cương nề nếp của gia đình. Mà người đàn ông nói đúng, nói hay, mình là vợ thì phải hay sao? Phải được không? Làm vợ là cái biết sợ chồng. Đó là cái nề nếp nha không? Trời ơi, nói được mà làm không có được. Tại sao là không được? Cả khu phố này đều cái bản cái gì quá à. Trời ơi, bác Lễ. Trời ơi, bác Lễ. Bác làm con thất vọng quá. Sợ vợ có gì sao? Sợ vợ có gì sai? Mà sai vợ là u đàn. Ấy anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai? Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành.